Rồi xin chào mọi người ha. Sáng nay Trần giao lưu với mọi người một cái cam mai của Green giống búp đỏ. Mấy cái này nó tàn rồi. Đây nè, đơn chi búp đỏ nha anh em xem. Cho mọi người xem này. Đấy. Trên cái đài hoa nó có màu đỏ như thế này nha anh em. Đấy, cái nào cái nói nó cũng giỏi hết nha, chứ không phải nó reo một cái đâu. Đây cái số nụ nó này, cục rin này đầm lớp rất là đẹp. Tay dâm rồi nó coi ok, coi form nó form dáng lâm cao. Cái này nó cao 1m2, độ rộng tán của nó 1m, nụ sâm xưa còn chưa xuống lá, lá xanh. Coi chưa xuống lá hết nha anh em. Rồi thì cái này mình mà báo giá giao lưu với anh em là giá 2,5 triệu, giá không bao ship. Cái mai cúc rin rất là đẹp, cúc dáng chuẩn. Hồi nào hồi nãy nó cũng ra cái đài đỏ như thế này hết á. Coi cúc dáng chuẩn, ngọn chủ đang hoàn, trên ngọn chủ nó có rất là nhiều nụ nữa này. Nó này lột lá ra mình chơi rồi, nhìn dáng coi rất là đẹp, coi dáng rất là đẹp nha anh em. Đây củ đớ thì mình chưa xói ra gì hết á, nó nằm trong bầu đất đó. Bầu đất còn nhô cao lắm, sau này nó mình tưới mình xói ra nó sẽ có được cái phần củ đớ bên dưới nữa. Coi quan trọng cuồng coi nó đẹp, cuồng coi nè, cuồng coi đẹp lắm. Đấy mình giật ra cho anh em xem này. Đấy coi cuồng đẹp chung, tây tán rộng rãi, nụ sâm xưa. Đấy coi có nó rải rành coi thì anh em tin tưởng hơn. Đấy. Rồi giá 2,5 triệu nha anh em, anh em nào thích thì liên hệ mình. Coi đầy đủ với các tay cành, coi được 10 chi một ngọn, rất đẹp.